Nhưng mà ở đây có ai sợ bán hàng? Có ai gặp áp lực? Nhiều. Có ai gặp áp lực bán hàng không? Có ai có cái thoải mái này không? Có. Anh cũng vậy mà. Sáng ngủ thức dậy không biết làm gì. Sáng ngủ thức dậy không biết làm gì. Nay đang nằm trời ơi, quá không có nhìn số rồi. Hẹn khách hàng không được lên mà làm chiếc chán. Hẹn gọi điện người ta chữ thì bèo bỏ luôn. Chữ không, không nghe gì luôn. Chán. Và thứ hai là mình ra gặp thu mua nó như vua. Mày ráng nó đi, ra đi nhậu thôi. Là chạy lội cầu lên tập xuống. Mình nghĩ giờ thôi giờ chán thì không làm bán hàng nữa. Quá làm thu mua sai lại với người chơi. Đó. Như vậy thì chúng ta đang nói gì? Chúng ta đang làm cái nghề gì? Chúng ta đang làm việc là công việc chúng ta là phải xác định là cái nghề này nó mang đến cho chúng ta những cái cơ hội để nuôi bản thân, để giúp đỡ những người xung quanh, chăm lo gia đình. Và chúng ta còn mong muốn là thăng tiến. Ai mà không muốn thăng tiến để khẳng định mà. Ví dụ như Maslow, người ta có 5 cái nhu cầu. Khi mà giờ tiền lương đủ rồi, giờ tới ngày tới tháng là an toàn, ăn uống đầy đủ rồi, cơ bản rồi. Giờ tới tôn trọng, không? Người khác người ta tôn trọng, người ta công nhận mình. Ủa mày bán hàng sao giờ mày thấy mày bèo quá. Doanh số yếu, bác đi tới luôn, chứ nhậu nhẹt thì nhiều, không thấy bác được chạy cho mình. Đó, tao quê. Nhưng mà rồi xong rồi chúng ta kiếm về tới quần đá chó này ghét. Chửi chó mắng mèo tại sao đâu chửi được xíu. Về kiếm người nào chửi rủa xong rồi nghe nó khổ quá, quá là mua. Như vậy thì hàng ngày chúng ta làm gì? Chúng ta có cảm giác đó thì nó liên quan tới một cái phương trình nữa. Nó liên quan tới phương trình gọi là suy nghĩ. Suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ thì nó tác động đến gì? Cảm xúc. Cảm xúc rồi nó sẽ tác động đến hành vi. Hành vi của chúng ta, hành vi. Ví dụ như làm gì tú mà về cãi lộn là mỗi lần thấy cái điện thoại tú tập phải buồn hết hành vi. Hành vi mà mình không đi bán hàng được rồi thì nó tác động lên kết quả và doanh số chúng ta, mối quan hệ khách hàng chúng ta, rồi tất cả những thứ chúng ta gặp phải tiền lương. Bán hàng mà ai bán hàng không có commission mà bán hàng lương cơ bản là không kẹt. Tất cả kết quả này. Xong rồi nếu mà kết quả tốt, cuộc đời tươi đẹp, anh là người tự tin. Anh đi ra là anh nấu phát là anh bán hàng. Để đó anh là tự tin hẳn lên, xong ra đường vui vẻ. Có khăn hả? Mày đi với anh chơi. Anh ngồi đó chuyển chức mua hàng. Xong gặp người kia, anh thấy mày mới 30% hình số. Rồi điện không ai bắt máy thì hẹn ngày không ai tiếp. Rồi xếp hỏi, ê mày tháng này quán sao? Quán gì sao làm ăn 3 tháng rồi, không làm ăn được. Anh thấy chịu đựng hết nổi rồi. Xong rồi về tối nằm đêm suy nghĩ, chắc mình không biết bán hàng. Mình sinh ra không phải là để bán hàng, mà không có tự tin. Gọi điện thâu thì người ta không bắt máy. Bán hàng không ai mua, mở miệng ta chào giá để che mắt. Qua gặp nhà cung cấp thì chửi, nó bán hàng được. Xong rồi còn về trở thừa, ôi tại ông mua hàng mắc, tôi bán hàng không được. Tìm mọi cách, mọi lý do đổ lỗi, cuối cùng mình sẽ có suy nghĩ tiêu cực. Mình không biết bán hàng, mình không có gặp được gỡ khách hàng. Rồi công ty của mình thì cũng không tôn trọng mà, xếp không có người ta gì.
rồi tìm cách đổi thừa xong về nuôi chó hay mèo về tức quýt nhận nó. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái niềm tin nó quyết định. Niềm tin là gì? Niềm tin nó gắn liền với suy nghĩ. Cái niềm tin này là nó là thúc đẩy hành động chúng ta mỗi ngày. Nếu mà chúng ta có một niềm tin tích cực thúc đẩy chúng ta là sao? Tôi là người bán hàng hiệu quả, gọi điện là khách hàng bắt máy, chào giá là khách hàng mua, có món quà hàng tốt với khách hàng, thì mình có một cái niềm tin tích cực là nó hướng chúng ta về mục tiêu doanh số hàng tháng, rồi hướng về mục tiêu quý, hướng về mục tiêu năm, và chúng ta cứ tiến tới chúng ta đạt được. Này ví dụ như tháng 9 này cũng đã ít nhất là một người mới được tới 70-75% con đường chúng ta đi trên một cái hành trình anh hùng bán hàng cho tới cuối năm. Nếu mà chúng ta sáng ngủ thật dậy, ôi anh thấy này bán bị chỉnh số, giờ bị lưỡng diệt, giờ tiền khách hàng không mua, thì chúng ta sẽ tìm cách gì? Chúng ta sẽ phải tìm cách để giải thích, chúng ta tìm mọi lý do biện bạch cho cái mục tiêu đề ra là không phù hợp. Ôi thì giám đốc thèm thì ghét từ cho là số cao của bán năm nay không đạt được, năm nay tính toán làm sao nó mới cho mình đến số cao quá, làm sao bán hàng chắc ghét đủ việc hay sao, là mình sẽ tìm cách trốn tránh những cái mục tiêu. Rất là hay nha, nó có một cái tâm lý là sao, ai mà yêu thương chiều chuộng mình á, mà mình cảm thấy thoải mái vui tươi chạy là mình ơn mình không chơi chuyện, là mình hướng về người ta lâu ngày thấy dụ dỗ nha. Bữa là mình nhậu vui vẻ là hãy tính toán, còn bữa gặp Tú sao mua xịt chó bữa nắng Tú em muốn chiều nay buồn là sao, là chúng ta muốn chán đi những cái nỗi sợ hãi của ăn thịt chó, mình đâu ăn thịt chó sao tối nay kêu thịt chó vậy, rồi nỗi đau mà gặp khách hàng này khó tính chữ hoài là thấy trốn rồi. Như vậy thì cái điều này nó quan trọng lắm, nếu mà chúng ta cảm thấy mà mình làm cho người đó thương yêu mình, cảm thấy vui vẻ thì họ sẽ mong muốn gặp chồng à, hay lúc mình lâu ngày không gặp, họ sẽ mua cho mình đi để có chỗ đi lại. Còn mình mua hàng bán giờ chồng nhìn mắt thì ghét hàng hết đá anh về xíu chửi đâu vậy, vậy. Công ty này vậy mà là cái sao, người ta trốn tránh nỗi sợ hãi, trốn khổ đau, người ta mua hàng. Như vậy thì mình hãy suy nghĩ làm thế nào đó dưới lúc đó là bán hàng, mình sẽ tạo cho người ta cảm giác mình vui vẻ thoải mái thích thú, mình là người được việc. Chủ nhân này sản xuất cái nước tương sao bán hàng chê quá, và thấy có cái sản phẩm trộn vô sau làm nước tương gạch chấm ngọt, chấm thịt ngon cái là bắt đầu bán rần ngọt. Trời ơi, một phần nghe đi, bữa nay ra sản phẩm mới bán chạy quá trời doanh thu, chạy sale luôn, bánh trái rồi cảm ơn đi xem. Thành ra là người ta kiếm những cái niềm vui đó, à, ta mua, ví dụ như là ai biết đâu được, một hàng đẹp trời nào đó, mình đi bán hàng, mình vô tình mình lụm được bí kíp là sản phẩm của mình giúp cho khách hàng đó giải quyết được vấn đề của họ, thế mà họ mua thì họ lần sau họ nghĩ hôm trước là gặp khó khăn tự nhiên nó chỉ ta lại này, rồi sau là giải quyết được cái chuyện này rồi là giờ thoải mái ăn sáng ra cái uống ly cà phê chiều về tới giờ đóng cặp đi về đóng con rồi chưa đẹp chưa vậy. Còn mua hàng tới ngày tới tháng chưa kịp gọi là nó gọi điện lên cái quả tháp cho mình chỉ việc đặt vũ khí đi về, thấy là người ta mua nó thoải mái. Có ai biết được cái công việc thu mua nó khổ như nào, mình bán cao lắm chắc là chục món hàng để một nhà máy sản xuất thì bán mua 200 món hàng, thiếu một món hàng không sản xuất được, đang 12 giờ đêm ngủ hết hàng sản xuất gọi là chữ nghe sướng một tay luôn. Còn mua hàng mắc một cái thì ông ship kêu lên lại cũng phải có hàng tiền, rất là vất vả.
Như vậy thì chúng ta phải nghĩ rằng là chúng ta phải tạo cho người ta một cái cảm giác là thoải mái vui sướng khi làm việc với chúng ta, và chúng ta tìm cách làm thế nào đó người ta cảm giác là sợ hãi với khổ đau đối với lại đối thủ của mình. Để chị đừng có chạy vô mình mấy cái hàng. Thì khi bán hàng đó là một cái quá trình chuyển giá trị, chuyển giao giá trị. Thật ra là nếu mà ai định nghĩa là quá trình chuyển giao giá trị là nó chuyển giao giá trị, giá trị được định nghĩa rất là rộng. Như chúng ta chuyển giao giá trị từ người này sang người khác là thực hiện được việc bán hàng. Nhưng chúng ta biết rằng ở trong cuộc đời, nếu mà chúng ta chỉ mua những người chúng ta quen, mà chúng ta biết, chúng ta tin, chúng ta mua người nào không quen, không thân, không tin, không mua. Vậy thì chúng ta phải đi gặp người ta. Nhưng mà khổ thân là ông nào đi bán hàng lâu rồi có mối quan hệ, chứ là mới ra trường gọi điện hỏi em ai, em công ty nào ấy, gọi điện chết luôn. Thì cuối cùng là sao? Mình đi bán hàng, mình gọi điện cái người lạ là người ta không có máy rồi, thì mình không thể nào mà thuyết phục được người ta tin vào những cái sản phẩm mình đang bán. Và cuối cùng là cái khách hàng này, trong quá trình mà khách hàng mà mua hàng đó là sao, người ta trải qua rất là nhiều cái khó khăn, là mua sản phẩm này về nó hư, mua sản phẩm kia bị lừa ra mắt, thì người ta cứ hình dung trong đầu mình nhìn xem mới dắt gạt mua bán, gặp thằng nào mới nói chuyện nghe không đàng hoàng chắc mấy mẹ đi lừa gạt bán hàng làm sale luôn đó. Vậy ai cũng có cái mặt cảm, mình là bị chim, mình là đi năn nỉ, rồi gặp kia thì thiệt không trả giá, thiệt không sao thấy kia giá thật nó gạt, rất là khó khăn. Như vậy thì những cái ký ức, những cái trải nghiệm trong quá khứ của cái người mua, người ta trải qua những cái khổ đau đó, ta nhìn mặt mày xeo là ta ghét, ta bị lừa nhiều quá. Thế là người ta hành xử với mình như những cái người ta ghét. Thì cuối cùng là sao, ta từ chối. Mà có ai biết được là có ai có người yêu, ai có người yêu, có ai từng bị người yêu từ chối? Từ chối gì vậy? Cái cảm giác nó như thế nào? Đau khổ lắm, đau khổ kinh lắm. Anh rất tốt với mình. Rất là đau khổ. Mình đi bán hàng cũng vậy, nhưng mình đi gặp người ta giới thiệu đã, chào hàng, người yêu có chai này. Thôi hàng chú mắc quá, không mua đâu. Hàng chú là có sản phẩm tốt hơn, xài rồi. Thôi mình sao nha, anh không tiếp. Dạ, có gì đâu hoài. Anh đã nói từ từ chứ giờ anh đâu có nhu cầu tối ngày rồi anh chịu. Thế là sao, mình tổn thương. Giống như kiểu mà mình bị người yêu mà từ chối, giống như kiểu mà nó vô cho waiting list. Đây, một em thì nó có hai ba heo thì nó cũng đương nhiên cũng phải giữ mối quan hệ chứ. Cũng phải giao tiếp. Waiting list. Thì có một anh mà mình thích nhất thì mình gặp gỡ thường xuyên, nhắn tin chích chát, xong còn mấy anh kia waiting list đang lại có này đi, mình còn hai anh kia nói chuyện nha. Chứ đây, lỡ thời đi mình không kẹt. Thì mấy anh cũng vậy, mấy anh cũng vậy, quen lúc hai ba em lỡ nói chuyện em này đi người khác, mình còn hai ba em mình tất cả hay lắm. Khi mà mình nghĩ rằng là người ta thương mình mới mở lời, mình mong muốn mình chào mua, rồi người ta từ chối thì lại mình tổn thương, rất là tổn thương. Cái tổn thương của việc từ chối bán hàng giống như bị người yêu từ chối. Ai đã từng bị từ chối trong bán hàng chắc là biết. Thì đó là sao? Nó dẫn tới cái cảm giác tiêu cực của người bán hàng. Sẵn sàng ngủ dậy, sáng ngày không biết. Nàng không biết làm gì. Gọi điện không ai tiếp cách. Dù cũng tìm lại chiếc khỏi này xong em đi thăm khách hàng. Kẹt muốn chết luôn. Đi tới đi lùi lên và về khỏi giờ này sao lại thấy người bớt. Mà thấy kẹt. Thành ra là sao? Cái người bán hàng của mình đó, nó có những cái niềm tin giới hạn bản thân, làm cho mình ngăn cản mình bước trên con đường thành công của người bán hàng. Ngăn cản. Và mình có một niềm tin là mình là người nhỏ bé. Mình thì không có giá trị.
không được tôn trọng. Đó là những người bán hàng không có kỹ năng. Như vậy thì để vượt qua những cái khó khăn đó thì chúng ta phải cho chúng ta một cái niềm tin. Để chúng ta làm sao? Chúng ta phải có cảm xúc tích cực. Rồi khi mà chúng ta có cảm xúc tích cực thì chúng ta mới hăng hái gọi điện khách hàng, gặp gỡ khách hàng, chia sẻ vui buồn. Và mình có một kết quả tốt đẹp. Kết quả tốt đẹp này nó sẽ củng cố cái niềm tin của chúng ta để chúng ta phát triển tốt. Thì chúng ta biết rằng như nãy câu chuyện mình có kể thì nó liên quan tới một cái niềm tin rất là hay, đó là bạn đã có tất cả các nguồn lực bán hàng thành công khi bạn được sinh ra. Khi chúng ta sinh ra là chúng ta đã có tất cả các nguồn lực để trở thành người bán hàng thành công rồi. Trong cuộc sống này, bất kỳ ai sinh ra trên cuộc đời này, cứ mỗi giây mỗi phút đều phải bán một cái gì đó. Nên là chúng ta đã có hết tất cả nguồn lực. Bây giờ chúng ta làm sao chúng ta nhận ra được là chúng ta biết chúng ta có năng lực bán hàng? Bằng cách là có một niềm tin sáng cũng về. Tôi bán hàng thành công, tôi có tất cả những người. Có ai nghĩ rằng mình đi bán hàng là mình giúp khách hàng? Chúng ta đang đi giúp cho khách hàng chúng ta đạt được mục tiêu của họ. Chúng ta không có đi bán hàng. Tại sao? Những sản phẩm chúng ta cung cấp là để họ mua về, họ sản xuất ra cái sản phẩm của công ty họ mà họ cung cấp cho một cái khách hàng của họ. Tất cả chúng ta đều làm những gì là chúng ta bán sản phẩm của chúng ta cho họ bán, sản xuất sản phẩm, và họ sẽ phải đi bán sản phẩm của họ cho tới người tiêu dùng. Ai sinh ra trên cuộc đời này cũng phải bán một cái gì đó, và chúng ta cần phải có một cái sự giúp đỡ, và chúng ta đang giúp đỡ khách hàng thực hiện ước mơ của chính họ. Ai chẳng muốn công ty mình phát triển, ai chẳng muốn tiền lương của mình tăng cuối năm, ai chẳng muốn mà tôi sinh ra và làm việc cho một công ty to. Ví dụ như bên CJ tuần này rất là tự hào. Các bạn biết nếu mà trên ngành hàng chăn nuôi, hiện tại nếu mà tính theo lĩnh vực thức ăn gia súc là 18 triệu tấn thức ăn chăn heo và gà, và lĩnh vực thức ăn thủy sản là có 5 triệu tấn. Mình tự hào rằng là 70% tất cả các sản phẩm mình đang ăn đây là có công sức của mình, có sự đóng góp của CJ ở mảng, cái mảng sản phẩm là CJ chịu tập hoạch. Tại sao? Mình chiếm 70% thị phần của 18 triệu tấn này. IG trong anh đang bán. Mình có một niềm tin rằng là 60% dân số Việt Nam, 96 triệu người này đều có dùng sản phẩm của CJ. Ít nhất là một sản phẩm của CJ có sử dụng IG. Và hôm nay mình đến đây và mình tin rằng sau cái buổi mà tổ chức cái hội thảo giữa CJ với lại ASEAN Side về TNVIT, mình có một niềm tin rằng là có 100% người Việt Nam sử dụng những cái sản phẩm mà ngon, bổ dưỡng và có sức khỏe tốt, có sử dụng TNVIT. Vì chỉ có duy nhất CJ là có sản phẩm TNVIT để bán cho người dùng. Và không phải như CJ mà đối tác CJ đó là ASEAN. Chúng ta cùng nhau xây dựng, chúng ta cùng nhau phát triển để chúng ta đạt được một ước mơ. Ví dụ như nãy Vũ có nói về tầm nhìn, sức mạnh hay là những giá trị cốt lõi, chúng ta đều phải sống là nhờ đó, chứ chúng ta đâu tiền lương ăn hết xong tới đang lệnh tiếp. Nhưng mà người ta nói, khi mà nói tới một người nào đó thì người ta nói anh này nhìn thấy trung thực, anh này nhìn thấy thông minh, anh này thấy gì để sáng tạo, anh này nhìn thấy gì này chứ đam mê đó, anh này nhìn thấy gì vậy đó, có một người tốt của xung quanh. Đó là chúng ta đang nói cái gì? Chúng ta đang nói tới những giá trị của một con người. Và ai cũng muốn rằng là chúng ta được tôn trọng. Đó là sao? Câu hỏi đặt ra, hôm nay tôi là một người sale, ngày mai tôi sẽ trở thành một người tạo ra giá trị, 5 năm tới nữa tôi sẽ trở thành là một người đi giúp đỡ người khác thông qua cái việc bán hàng của tôi. Ví dụ như
mình tự hào rằng là ví dụ ở CJ đi, thông qua cái việc mình dùng gọi là khẩu phần dinh dưỡng đậm thấp thì mình sẽ giảm được cái ô nhiễm môi trường cho ngành thức ăn chăn nuôi Việt Nam. Như vậy thì sao? Khi cũng cùng sản xuất ra một cái lượng thức ăn chăn nuôi đó và cùng sản xuất ra khoảng 4.2 triệu tấn heo, nhưng mà việc phát thải ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới nguồn nước, ảnh hưởng nguồn nước và nó là phân NPK đó, nó ảnh phân bón, nó ảnh hưởng tới biết bao nhiêu người, người ta không có nước để sinh hoạt, môi trường thì ô nhiễm. Thì thông qua cái việc mình đang làm, mình đưa một cái concept mới là mình đã bảo vệ được sức khỏe của người tiêu dùng, mình sản xuất thịt sạch hơn, sữa giá trị dinh dưỡng tốt hơn. Đó là những cái tầm nhìn của mình, tầm nhìn sứ mạng của mình mình thực hiện đó. Thì bản chất người sale mình cũng vậy, mình phải xác định rằng là mình có tất cả các nguồn lực để mình bán hàng, mình sinh ra là để bán hàng, giống như có ai đã từng nói là sinh ra là để phục vụ ăn miếng kim slogan, sinh ra là để phục vụ. Mình phải đặt slogan tôi sinh ra là để bán hàng, thông qua cái việc mà hợp tác với tôi là tôi đang giúp đỡ anh thực hiện ước mơ của anh. Và tiếp theo nữa là sao, ai có đọc ai có biết tập đoàn Hyundai không? Hyundai ông chủ tập đoàn Hyundai là ông có biết không? Sách với tựa đề là không bao giờ thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Cái ông đó với ông chủ CJ với lại ba ông bà bác cũng thi là ba người làm nên đất nước Hàn Quốc hiện nay. Thì ở trong xe của chúng ta đơn giản, chúng ta đi gặp khách hàng từ chối bình thường, nó không có gì thất bại, nó chỉ là cái sự phản hồi. Phản hồi chúng ta là ta chưa có điều kiện gặp gỡ, là chúng ta chưa phù hợp, thời gian không thích hợp. Đó chỉ là một sự phản hồi. Niềm tin của chúng ta gọi điện không có máy, đó chẳng qua là sự phản hồi. Để chi? Chúng ta nhận ra rằng là mỗi cái sự từ chối của khách hàng đó là một cái bậc thang để chúng ta tìm hiểu nhu cầu, chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt hơn, chúng ta có nhiều hiểu biết hơn khách hàng để chúng ta bước tới phía trước và chúng ta chốt được hàng. Đây là những cái niềm tin này nó sẽ mang cho mình là một cái niềm tin bán hàng xuất chúng luôn. Là sao? Tôi là người sinh ra bán hàng và tôi có đủ tất cả các nguồn lực để trở thành người bán hàng. Tôi mang giá trị đến khách hàng, tôi giúp đỡ khách hàng được những ước mơ, những giá trị, tầm nhìn của công ty họ. Tới đó, trong quá trình gặp gỡ giao lưu thì từ chối đó chỉ là một sự phản hồi về thời điểm không thích hợp, sản phẩm chưa phù hợp. Và tiếp theo là mỗi sự phù trợ từ chối của khách hàng như vậy nó cho chúng ta một cái sự kiêm nhiệm. Chúng ta phải nhìn lại mình, chúng ta lắng nghe bản thân mình, chúng ta nhìn lại sản phẩm của mình, chúng ta nhìn lại dịch vụ của công ty mình để chúng ta tiến về phía trước và chúng ta chốt sale. Đây là cái những cái niềm tin mà một người bán hàng nên có và nên luôn luôn suy nghĩ về nó. Để chi? Để chúng ta tạo ra. Khi chúng ta tự nói lại chính bản thân mình như vậy, chúng ta sẽ cảm giác cái đầu chúng ta nó lên, cảm xúc của chúng ta thăng hoa, dâng lên, dâng trào lên. Như vậy chúng ta sẽ tự tin hơn, chúng ta sẽ tác động lên cảm xúc tích cực dẫn tới hành vi. Sau buổi họp này là phải gọi đi list out 50 khách hàng, gửi đừng chối hả, ngày sau phải gửi tiếp, gửi hoài, cuối cùng sao đã kết quả block được hay không được thì chúng ta đã có niềm tin như vậy, bản thân chúng ta sẽ tạo ra những cái giá trị của mình và cuối cùng là chúng ta sẽ có kết quả. Nếu mà kết quả nó tích cực thì chúng ta củng cố niềm tin rằng mà chúng ta đang đi đúng hướng. Thì đây là những cái niềm tin nó giúp cho mình có, thật ra là mình thay đổi chính mình, chứ mình không có quan tâm tới chuyện khách hàng thay đổi. Khách hàng nó vẫn thế. Ví dụ như sáng nay gặp bà kia gọi điện một bánh hàng chữ như tát nước, quê hết sức quê luôn, thôi im về. Mà mình với bà nào giờ thân dữ dằn á, tới nhà của nó sao buổi sáng không gọi chị, nóng lắm quá chị, xin lỗi em bữa đó sáng nha, chở em bé đi làm đó, không nghe lời, bực mình nè, bữa đó có lớn tiếng em xin lỗi em,
chỉ là những việc như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta không có một cái niềm tin, chúng ta không có niềm tin để chúng ta nhìn nhận vấn đề, thì mình nghĩ là cái bà đó là thật hát phim mình. Mẹ dữ quá, anh chết luôn, bác từ hàng. Anh Quốc nói về cái sự chuyên nghiệp đó, cái sự phản hồi đó, thì cái đó rất quan trọng với các bạn khi mà các bạn. Nên là anh Quốc nói là bây giờ thất bại khi mình có một cái phản hồi tích cực khách hàng, mình phải chuyên nghiệp lại coi là lý do tại sao họ có một cái phản hồi tích cực đó, đúng không? Nếu mình họ chưa quen mình thì làm sao để cho họ quen mình? Nếu mà sản phẩm chất lượng dịch vụ mình có vấn đề thì làm sao để cải tiến chất lượng sản phẩm này của mình? Đó là cách để các bạn tìm ra cái sự phản hồi đó, tiêu cực nhiều khi nó là cái tốt, là các bạn chuyên nghiệp lại, các bạn coi của mình còn thiếu cái gì về kỹ năng, về sản phẩm, về thời điểm hay tất cả mọi thứ, để từ đó các bạn tìm ra được pháp. Và khi các bạn vượt qua đó, các bạn sẽ tiến lên cái phía trước, tiến lên một thang mới trong cái sự nghiệp ngân hàng của mình.